thái hạo, mất gốc, vô giáo dục. Từ một nhà giáo bất mãn, có cái nhìn tối tăm tiêu cực với xã hội, lại được thành phần thù địch chế độ tâng bốc, Thái Hạo ngày càng trượt dài trên con đường chống phá cực đoan, sự hung hăng, sách mé, thêu dệt, lu loa như kẻ ăn vạ trên mạng xã hội, ngày càng biến ông ta từ một giáo viên thành kẻ phản giáo dục, vô giáo dục. Chẳng hạn như cùng với một số bài phản giáo dục, Thái Hạo vừa tung bài cái gốc của giáo dục, khiến dư luận càng hoài nghi ông ta đã bị biến thành con rối chống phá đất nước. Bạn đọc Trần Tân chỉ ra thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc trong bài viết này của Thái Hạo. Trước hết, từ một vài hiện tượng phản cảm cá biệt trong ngành giáo dục đang được điều chỉnh, xử lý kịp thời, nhưng vì định kiến ngay trong não của mình, Thái Hạo mới tự suy diễn có ít xít ra nhiều thành điêu ngoa, sai sự thật bằng phán xét. Chúng ta hãy hình dung rằng với một nhà trường mà từ ban giám hiệu đến giáo viên đều chăm chăm kiếm tiền bằng cách nghĩ ra đủ các chiêu trò mánh khóe để tận thu của học trò, bày ra các môn học bát nháo nhằm móc túi phụ huynh, thì chương trình nào, sách giáo khoa gì có thể dạy cho con người ta nên người? Với những lời lẽ này, thấy ngay cái điêu ngoa quá quắt của Thái Hạo, cái gọi là chúng ta hãy hình dung như đánh lừa cảm giác, tâm lý người đọc, thử hỏi ở đâu trên các vùng biển, trên đất nước ta mà từ ban giám hiệu đến giáo viên không chăm lo dạy học mà đều chăm chăm kiếm tiền móc túi phụ huynh. Ở đây chính là sự lập lờ đánh tráo khái niệm từ hiện tượng giả định không có thật biến thành có thật, từ hiện tượng giả định biến thành cố hữu bản chất. Hóa ra Thái Hạo cũng là tay lọc lõi xảo trá, chẳng khác những kẻ trong đám phản quốc lưu vong. Thứ hai, Thái Hạo bịa đặt vu khống trắng trợn hơn. Với cái mảnh đất đầy cỏ dại gai góc và sâu trùng như thế, thử hỏi nếu mang sách của Mỹ, của Nhật, của Pháp, của Sinh về mà đặt vào đấy thì nó sẽ ra cái kết quả giáo dục gì? Không một chương trình giáo dục nào dù tiến bộ nhất thế giới khi đưa vào cái hệ thống đã bị hư hỏng trầm trọng như thế lại có thể thay đổi được cái nền tảng của giáo dục. Hay nó tạo ra một tình trạng bát nháo, bầy hầy, phá vỡ hết các giá trị cơ bản phải có của một môi trường giáo dục, làm băng hoại quan hệ thầy trò, bất tung tình cảm với phụ huynh, tạo ra một thế đối lập, kình địch với nhau. Rõ ràng, Thái Hạo không chỉ bịa đặt vu khống trắng trợn, mà còn thể hiện thái độ phỉ báng, khinh rẻ, xúc phạm nền giáo dục và đất nước. Liệu ông ta có chỉ ra cụ thể trên đất nước và nền giáo dục, ở đâu, chỗ nào, là mảnh đất đầy gai góc và sâu trùng? Hay chỉ ra cụ thể ở đâu, chỗ nào, tạo ra tình trạng bát nháo, bầy hầy, phá vỡ hết các giá trị? Ở đâu, chỗ nào, tạo ra thế đối lập, kình địch với nhau giữa thầy trò, phụ huynh? Có phải ông ta quen ăn nói bừa bãi, bịa đặt vu khống theo luận điệu của những kẻ thù địch để cổ suý cho cái nền giáo dục lạc lõng của phương Tây? Thử hỏi, Thái Hạo đã biết gì về sách giáo khoa của Mỹ, Nhật, Pháp, Sinh mà bày ra đây để hù dọa học đòi dởm và kịch cỡm? Thứ ba, ông ta hiện nguyên hình, nguyên điệu là bọn phản động lưu vong bám gót các thế lực thù địch nước ngoài khi kích động gây mất ổn định chính trị xã hội. Thái Hạo mượn cớ ra vẻ rằng dứt khoát phải làm một cuộc tổng vệ sinh, việc trước mắt và đầu tiên là ngăn chặn nạn thu tiền như chấn lột trong các nhà trường và cấm hẳn tình trạng dạy thêm bát nháo hiện nay. Ngôn từ hung hăng, bừa phứa, bịa đặt, vu khống, đánh đồng hiện tượng tiêu cực nhằm kích động bạo loạn là thủ đoạn nham hiểm chống phá đất nước dưới vỏ bọc của một cựu nhà giáo. Mong rằng trước sự cảnh tỉnh, cảnh báo của dư luận, Thái Hạo biết dừng lại trước khi quá muộn.